Xin cảm ơn phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Tiến, phỏng thơ Chí Lan Viên. Nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với bài hát Nghe em hát ý a, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh qua phần